Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo rất là thú vị trong cuộc sống. Đó là mình sẽ tạo một cái đèn để thắp sáng khi mà trời cúp điện. Khi mà cúp điện á, mà trong nhà mình không có đèn pin, không có đèn sạc dự phòng, không có đèn dầu. Đấy, mình sẽ tạo một cái đèn bằng tất cả các vật dụng ở trên bàn mà các bạn thấy đây. Đó. Mình sẽ dùng một lon bia và một tờ giấy ăn thôi, và tờ giấy là quá dư rồi, chỉ cần một nửa thôi. Rất nhiều gia đình trong nhà không có đèn pin, không có đèn dầu, không có nến, cũng không có đèn sạc. Đấy. Rồi, các bạn sẽ lấy một miếng giấy này, chừng này thôi, rắc nó lại. Và tùy các bạn nha. Nếu các bạn muốn ánh lửa nó sáng lớn thì các bạn dùng cái này quấn nó lớn. Còn nếu không, bạn dùng muốn ánh sáng ít. Rồi, như là chừng này thôi. Chừng này đủ đốt cháy là nửa tiếng 30 phút. Và lon bia không nhá, thì như gần lật ngược nó đít nó lại. Mình để cái này đây. Rồi, tiếp theo cái này là cái mà trong gia đình nào cũng không có thiếu, đó là dầu ăn. Thì các bạn sẽ dùng một ít dầu ăn thôi. Các bạn biết lon bia đúng không? Nếu mình đổ đầy này á thì nó cháy không được một tiếng màu, chỉ cần ít dưới này thôi, bằng cái viên nhỏ dưới này thôi này. Đấy, là còn được nửa tiếng. Các bạn cứ tin mình đi, mình không nói dối. Này các bạn thấy nè, một xíu vậy thôi sẽ cháy được khoảng một nửa tiếng hồ đấy. Rồi, ở cái này này mình sẽ cho nó tưa ra nhỏ thôi, có điểm tưa nhỏ nè, tưa nhỏ thế này để cho nó dễ bắt lửa thôi. Rồi mình sẽ nhúng một tí. Rồi, các bạn đợi khoảng tầm 10 giây thì cái giấy á, nó sẽ hút cái dầu lên đủ này, hút dầu lên đủ luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ đốt. Chúng ta đã có một cái đèn, và đèn này mình đảm bảo với các bạn là nó cháy được 30 phút đấy nhé. Đấy, rất là sáng. Mình sẽ tắt điện cho các bạn xem này. Sáng đúng không? Và nó sẽ cháy rất là ổn định như thế này luôn. Đây, nó không có bừng lửa lên đấy. Đấy, và cháy ổn định thế này rất là lâu. Và khi nó cháy thì cháy hút hết sạch cái dầu này, nó mới tắt. Rồi các bạn xem cái đèn này. Các bạn thấy không? Đèn sáng rất là ổn định, rất là đẹp. Cái lượng khói nó tỏa ra thì cũng rất là ít thôi nha các bạn. Đấy. Và này đủ chỉ để sáng một không gian tầm 10 m². Đủ sáng không gian 10 m². Ví dụ các bạn đang đủ để mình đọc sách này, đủ để ăn bữa tối cho nó xong, cho nó ngon lành, hoặc là một cuộc nhậu nhỏ nhỏ ấm cúng. Đó. Các bạn thấy video mình chia sẻ hay thì hãy nhấn đăng ký và chia sẻ cho các bạn khác nhé.
Rồi bạn nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký và nhớ bấm chuông để theo dõi những video mà mình chia sẻ tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.